con gì? Sò. Hầu. Cá đâu? Cá này. Bên này cá nữa nè. Nó sẽ đứng được không? Cá to không? Hả? Con cá to đó. Rồi đây là con mực này. À không, con cá. Mực con khác nha các bạn. Nhầm nha, con tôm này. Con cua này. Ok, chúng ta cùng nhau đẩy bàn dao sang đây coi nha các bạn. Con cua kìa. Khỏe không?